rất dài. Sinh ra trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật, nhưng cực kỳ yêu ca hát, đặc biệt là những bài hát dòng nhạc cách mạng. Chính những ca khúc ấy đã nuôi dưỡng ước mơ và chắp cánh cho Thành Trung đến với con đường âm nhạc. Hơn 10 năm nay, không trên sân khấu thì anh lại đàn hát ở nhà riêng, trung tâm âm nhạc của mình. Với anh, để theo đuổi dòng nhạc này, anh đã phải trải qua vô vàn những khó khăn. Nghĩa là ngày xưa lại còn chưa đi học hết cấp 3 ở quê, thế là xuống trường nhạc lại phải học lại cả cấp 3 nữa. Đấy, nó rất là nhiều chuyện mà chỉ học thôi, suốt ngày học thôi, học và thích lắm, đam mê lắm. Học suốt ngày, đọc sướng âm, rách cả quyển sách ra, rách cả giấy và học. Suốt ngày chỉ có học, không nợ môn. Học làm sao đấy, học giỏi và học nghiên cứu, tìm hiểu sâu một cái bài thầy cho là mình có thể nghe nhiều người hát và mình có thể, mình tham khảo và mình có thể áp dụng nhiều thứ vào đó. Chưa bao giờ mình muốn bỏ, chưa bao giờ. Và kể cả đến từ giờ đến già, chắc chắn là Thành Trung sẽ làm việc với cái nghề này và sống với cái nghề này đến già thôi. Tháng 8 năm 2016, anh đã cho ra album đầu tay với tên gọi Quê Hương Là Mẹ. Để có được album này, anh đã phải làm nhiều nghề khác nhau, bán kem dạo, phụ xe, đạp xích lô, phụ bố nuôi em ăn học. Bố anh cũng đã bán đi căn nhà ngoài thị trấn và chấp mua một ngôi nhà nhỏ trong ngõ để giúp anh theo đuổi ước mơ. Nhưng album đầu tay của anh lại không thành công. Tôi cũng chưa kiếm được tiền ở trong cái album này. Nhưng mà có tiền theo cái cách mà nó hơi gián tiếp một tí. Tại vì khi có album, đúng không, thì TV phát, đài truyền hình phát, rồi truyền thông truyền hình, rồi sản phẩm đầu tiên, rồi ca sĩ hát nhạc thính phòng, thư sinh hát nhạc thính phòng, chữ tình cách mạng mọi người biết đến. Rồi đến từ năm 2015 đến nay thì đã có những cái người tìm đến học. Đấy chính là cái sự thành công của mình. Thành Trung chỉ là một trong số ít những người trẻ hiện nay đã và đang theo đuổi con đường đến với âm nhạc thính phòng, nhạc cách mạng. Anh vẫn tiếp tục nỗ lực mỗi ngày để truyền dạy tình yêu này đến với thế hệ trẻ. Là mình chỉ mới đam mê, nhưng mà mình tin rằng là dòng nhạc này sẽ phát triển rất là mạnh ở Việt Nam sau này. Không chỉ là những người lớn tuổi mà sau này các bạn trẻ cũng sẽ theo đuổi cái dòng nhạc này. Cái này thì mình cần phải sự chăm chỉ và cần khi mà học ấy thì mình cần cái kỹ năng rất là cao, mình cần sự tập trung cũng rất là cao nữa. Thế thì mình cũng muốn là thỏa mãn niềm đam mê của mình trước đã. Còn về sau ấy thì cái đấy để ra trường thì lúc đấy sẽ tính sau. Không lo lắng về thị hiếu âm nhạc sẽ đổi thay, những bạn trẻ này hàng ngày chỉ cố gắng để cất cao lời ca tiếng hát bằng cả trái tim của mình. Thank you.